Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chương trình được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Lời đầu tiên, thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Thưa quý vị, trong tử vi đầu số, cung diên niên là một trong bốn hướng tốt theo quan điểm của bát trạch. Cung diên niên thuộc sao Vũ Phúc. Đây là một hướng tốt chủ về mọi sự ổn định, biểu hiện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính, củng cố các mối quan hệ gia đình và tình yêu, các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Cung diên niên sẽ mang tới điểm may mắn nếu tạo ra được tính chất nhất quán và sự đồng bộ giữa các phương vị trong không gian và quái mệnh. Cung diên niên còn mang đến những điều tốt đẹp trong việc kết hợp giữa quái mệnh nữ giới và nam giới trong kết hôn. Những cặp đôi diên niên mà lấy nhau thì được hưởng phúc trọn đời, được lộc trời ban, giàu sang vô đối. Chính vì vậy mà khi xây nhà và cưới hỏi, người ta hay chọn cung diên niên. Vậy những cặp đôi diên niên bao gồm những cặp con giáp sau. Một, chồng cung tốn, vợ cung chấn thuộc phúc đức diên niên. Chồng tốn mà lấy vợ chấn thì số phú quý cát tường không ai bằng. Hai vợ chồng mệnh này được hưởng nhiều phúc đức, tài lộc dồi dào không dứt, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ, chăm bề, may mắn hiếm ai bằng. Theo tử vi ngày nay.com, điều tốt đẹp nhất chính là tình cảm vợ chồng qua bao thăng trầm của cuộc sống vẫn thắm thiết không rời, tạo nên hình mẫu cặp đôi lý tưởng. Chồng cung tốn bao gồm 1924 sát tý, 1933 quý dậu, 1942 nhâm ngọ, 1951 tân mão, 1960 canh tý, 1961 kỷ dậu, 1978 mậu ngọ, 1987 đinh mão, 1996 bính tý, 2005 ất dậu, 2014 sát ngọ. Vợ cung chấn bao gồm 1925 ất sửu, 1934 sát tuất, 1943 quý mùi, 1952 nhâm thìn, 1961 tân sửu, 1970 canh tuất, 1979 kỷ mùi, 1988 mậu thìn, 1997 đinh sửu, 2006 bính tuất, 2015 ất mùi. 2. Chồng cung chấn, vợ cung tốn thuộc phúc đức diên niên. Cuộc hôn nhân giữa chồng chấn, vợ tốn vô cùng bền chặt, tình cảm hai người được rèn đúc theo năm tháng, càng ngày càng nồng nàn thắm thiết. Tuy nhiên, theo tử vi ngày nay.com, phải tới trung vận thì số dần mới phát, tài lộc dồi dào, gia cảnh an khang thịnh vượng, hậu vận rất tốt, giàu sang hưởng trọn. Hai vợ chồng nếu sinh con trai đầu lòng thì người con dễ phất theo đường quan lộc. Chồng cung chấn bao gồm 1925 ất sửu, 1934 sát tuất, 1943 quý mùi, 1952 nhâm thìn, 1961 tân sửu, 1970 canh tuất, 1979 kỷ mùi, 1988 mậu thìn, 1997 đinh sửu, 2006 bính tuất, 2015 ất mùi. Vợ cung tốn 1935 ất hợi, 1944 sát thân, 1953 quý tỵ, 1962 nhâm dần, 1971 tân hợi, 1980 canh thân, 1989 kỷ tỵ, 1998 mậu dần, 2007 đinh hợi, 2016 bính thân, 1926 bính dần. 3. Chồng cung ly, vợ cung khảm thuộc phúc đức diên niên. Vợ chồng cung này mà lấy nhau thì số vinh hoa hiển đạt, tốt cho cả vợ cả chồng. Tình cảm hai người mặn nồng theo năm tháng, con cái thành danh, đỗ đạt thành tài. Chồng ly vợ khảm là hình mẫu lý tưởng cho hôn nhân gia đình. Chồng cung ly 1928 mậu thìn, 1937 đinh sửu, 1946 bính tuất, 1955 ất mùi, 1964 sát thìn, 1973 quý sửu, 1982 nhâm tuất, 1991 tân mùi, 2000 canh thìn, 2009 kỷ sửu, 2018 mậu tuất. Vợ cung khảm 1932 nhâm thân, 1941 tân tỵ, 1950 canh dần, 1959 kỷ hợi, 1968 mậu thân, 1977 đinh tỵ, 1986 bính dần, 1995 ất hợi, 2004 sát thân, 2013 quý tỵ. 4. Chồng cung khảm, vợ cung ly thuộc phúc đức diên niên. Xét về độ thủy chung son sắt của vợ chồng thì hiếm ai vượt qua được cặp đôi này. Dù khi nghèo hèn hay khi sang giàu, tình cảm lứa đôi vẫn một màu thủy chung như nhất.
Vợ chồng này có số sang giàu, của cải đầy nhà, có lộc bất ngờ, hậu vận tốt đẹp. Trong cung khảm 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Sát Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu. Vợ cung ly 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Sát Tuất, 2003 Quý Mùi và 2012 Nhâm Thìn. 5. Chồng cung đoài vợ cung cấn thuộc Phúc Đức Diên Niên. Gia đình có năm đoài nữ cấn thì tấn tài, tấn lộc, gia đạo an yên, vợ chồng tình cảm thắm nồng khăng khít. Dù nhiều thăng trầm, cuộc đời trôi qua vẫn chung thủy bên nhau, tài lộc dồi dào, gia đình êm ấm. Chồng cung đoài 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Sát Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ và 2011 Tân Mão. Vợ cung cấn 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Sát Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu, 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Sát Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý và 1981 Tân Dậu. 6. Chồng cung cấn vợ cung đoài thuộc Phúc Đức Diên Niên. Cặp đôi chồng cấn vợ đoài sẽ mang tới sự kết hợp như duyên cá nước, tình cảm thắm thiết, quấn quýt không rời, tiền tài hưng vượng. Hai người này gặp nhiều may mắn trong đời, cũng gặp thời cơ hiếm có. Con cháu nhờ vậy mà được hưởng phúc mẹ cha, sống đời nhung lụa. Chồng cung cấn bao gồm 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. Vợ cung đoài 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. 7. Chồng cung càn vợ cung khôn thuộc Phúc Đức Diên Niên. Chồng càn vợ khôn là cặp đôi hoàn hảo, hai người nên duyên phúc đức dồi dào, tài lộc dư dôi, cuộc sống ấm no. Hai người này kết đôi với nhau sẽ có lộc làm ăn buôn bán, tiền tài nhiều như nước, cơ ngơi bề thế, có điểm báo nhiều điền sản. Chồng cung càn 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi và 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung khôn 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Sát Ngọ. 8. Chồng cung khôn vợ cung càn thuộc Phúc Đức Diên Niên. Xem tuổi vợ chồng khôn càn, hai người này đến với nhau là do duyên nợ từ kiếp trước. Có thể trải qua nhiều trắc trở mới đến được với nhau, cũng có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói chung, theo tử vi ngày nay.com, tình cảm của hai người chân thành và thắm thiết, khó có gì có thể tách rời. Được quý nhân phù trợ nên hai vợ chồng làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Số phú quý cát tường, hậu vận tốt đẹp, an nhàn hưởng phúc. Chồng cung khôn 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Sát Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ,
1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Sát Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ, 2016 Bính Thân. Vợ Cung Càn, 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Sát Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Nếu hai người muốn tiến tới hôn nhân mà được cung xiên niên sẽ mang đến cho những điều tốt đẹp ở gia đình. Cụ thể là cuộc hôn nhân bền vững, gia đạo hòa thuận, gia đình hạnh phúc, tài vận đầy nhà, quan vận hưng thịnh. Quan vận hưng thịnh, con cái chăm ngoan học giỏi. Vì vậy nếu hai vợ chồng rơi vào cung xiên niên trong hôn nhân thì là điều rất tốt đẹp. Như chúng ta đã biết, chuyện vợ chồng là nhân duyên tiền định, đôi khi có tránh cũng không được. Đó là thiên duyên hay nghiệp duyên thì còn phụ thuộc vào phúc phận của mỗi chúng ta. Nếu phúc dày thì sẽ có cơ hội tránh được những hung họa này, còn phúc mỏng thì vạn sự tùy duyên. Trong phong thủy để tăng phúc trợ duyên, tăng cường may mắn cho những cặp đôi xiên niên, các bậc thầy phong thủy vẫn khuyên dùng những pháp khí của nhà Phật như là Bát Bảo Tâm Kinh hay Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mặt trước có khắc hình bát bảo trên bông hoa sẽ, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, tăng phúc trợ duyên, hóa giải những xung khắc xấu đến với mỗi chúng ta, giúp cho cuộc sống được an bình, trăm năm hạnh phúc. Trên đây là những chia sẻ của kênh Phong Thủy Gia Cát về những cặp đôi xiên niên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.